trân trọng, rất trân trọng. Trân trọng nha, trân trọng. Kể cả thằng này chị nói nhá, bất kể thằng nào, thằng em nào làm với chị hay thằng xin lỗi. Một người anh nào hay là một thằng em nào làm với chị, chưa bao giờ chị để người ta thiệt đâu. Chị nói thật, chị đã tính hết trong đầu rồi. Chị nói tính hết trong đầu, nhiệt tình. Kể cả xong công việc, chị nói cậu nghe 5-7 triệu, 5-3 triệu, chị không bao giờ nghĩ. Nói các cậu thế, nói chị có tiền à, chị không bao giờ tiếc các em. Đừng nghĩ, nhiều lúc chị nói em phải là công trình làm như này, tiền chưa về, Hương nó cần, chị ok ngay. Đúng không? Hay em cần, chị ok. Trong khả năng của mình thôi em à. Chị say đâu, đừng bảo chị uống một vài cốc bia chị say hay chị nói lên tuyên. Chị ơi, ba chị em mình thôi. Chị, ba chị em nhà mình. Chị ờ. Chị lúc nào chị cũng sẵn bọ hết em ạ. Đừng bao giờ nghĩ chị có một cái ý lệch lạc. Chị rất xót ruột về công việc, tiến triển công việc ít người quá. Chị phải hiểu cho các cậu chứ. Mỗi hai cậu xây toàn bộ như thế, nhà cửa sân vườn các kiểu, mỗi hai cậu làm như thế. Chị hiểu chứ, chị trân trọng chứ, sao không? Quá trân trọng luôn. Chị nói luôn là chị có tiền đến đâu chị sẽ làm đến đấy, và không có tiền chị sẽ ngừng công trình. Đó, hiểu chưa? Nghe chị đi, chị không bao giờ nợ tiền của các em một đồng, một hào chị cũng sẽ không nợ. Chị không có cho các em thêm thôi, chị không bao giờ bớt xén. Đúng chưa? Đấy, em đã hiểu. À vâng, cháu hiểu mà. Thì cháu cũng làm từ đầu đến cuối năm đến bây giờ mà. Em chào chị Thảo làm gì? Em làm sao không chào chị, em đã say đâu. Em ơi, nó là chị mặc hồng nói đúng lắm các anh ơi. Em ăn rồi. Là sao? Em ăn rồi. Chị chào rồi. Chị Thảo Tuấn, thằng Tuấn Hưng cho chị uống ít thôi, chị say mẹ rồi. Đùa. Thế là chị chưa, chị là chị của em lâu chưa? Em say sao được? Chị thấy em từ nãy giờ trên này em đã nói, nói sai câu nào chưa mà chị bảo em sai? Hùng ơi, chị buồn cậu lắm nha. Chị buồn cậu. À, từ ngày các cậu làm công trình cho chị, nhưng chị nói thật là chị có lỗi với các cậu, vì các cậu, chị chưa bảo các cậu đi uống bia. Vì thật ra các cậu phải hiểu, khi xong công việc nó tuyển 8-9 giờ tối rồi, mới mệt, quá mệt nhoài chị không gọi. Như hôm nay chị bảo cậu đi uống mà cậu cứ lo bán bia. Cậu bán bia không thiếu, cậu gọi chị, rất nhiều anh em bạn bè chị bàn chuẩn để có, cậu có thể là mở được, đánh được. Đừng mua bàn vớ vẩn, về không đánh được đâu. Uống với em một chén chị Linh ơi. Dạ mẹ em mình ngầu. Em cảm ơn anh Tạ Dẹo Dũng. Em cảm ơn anh trai. Đừng uống nữa em ơi. Em không có say đâu cả nhà. Em cũng uống nhưng em phải đủ, đủ tầm. Cứ một cốc này vài chục. Cậu vẫn nào. Mày cứ sao thoải mái. Ok luôn cậu. Bao giờ chị nghỉ cậu mới nghỉ, còn đâu cậu cũng nghỉ. Vì... chả biết chị say hay chưa. Nhưng từ nữa là chị nói, chị nói thằng em chị này. Đó. Trong nhà chị. Ôi anh cứ về đi. Đó. Anh hiểu bàn nhậu này là đầu tiên hôm nay là bàn nhậu này em dành cho các em của em. Đó. Nó lấy cậu xem nào. Cậu ơi, vào đây cậu ơi. Nó lấy cậu xem nào. Kệ thôi, đứng ngoài đi. Không. Về nhà nói tiếp. Có đây cậu xem nào. Con ăn gì chưa? Con ăn gì chưa? Các đại ca của em, đây là các sếp của em lại lên đón em. Đây toàn sếp. Đó, này, các sếp của em. Không, muộn ý của anh là em bảo say. Em không thích em lai nhá, đừng có để em phải nóng tính. Em từ bây giờ em lai em rất chuẩn. Đây là ba sếp của em lên đón em. Chị không uống à? Chị uống nhiều luôn đấy. Em bảo đừng có tắt của em. Lên nó vẫn nói được mà. Ngồi đi, gọi chủ quán. Đúng rồi. Nên vẫn ghê. Em nọ uống rượu quá, em uống nhiều.
em chưa có sai. Em chưa có sai. Các đại ca của em đón em. Đúng rồi. Có say đâu cả nhà không? Một lần. Chị em anh lại uống đấy, say đâu chị ơi. Một cốc. Chị. Say có. Uống. Chị. Ba chị em mình ơi. Ba chị em mình. Em không hôm nay em lên live là em không có mượn rượu gì nào, mượn bia để em nói đâu nha. 4K rồi. Em nói từ đầu khi em bắt đầu mà bây giờ em chưa say và em nói. Em chỉ cay nó là nó lên live. Cái chuyện của chị Thảo Dần Di á thì em không quan tâm rồi. Em không quan tâm vì thật ra chị là chị của em, nhưng mà chuyện đấy em bỏ qua. Nhưng bây giờ nó thể hiện hồ báo cáo chung với em. Cậu đi về, cậu về trước đi, chị thanh toán tiền. Chị thanh toán tiền mà. Các cậu ấy đi. Ô sợ. Đây nhá, nếu mày để tao thanh toán tiền này. Nghỉ gì mới hơn 9 giờ. Chú ơi, tính tiền cho cái. Trả lại một lon bò húc. Cho cháu cái hóa đơn. Cháu nhìn thấy cái cháu cái bên này à. Không, không, cháu chưa say. Chỉ vàng không chỉ vàng, phải rồi. Cam cộng coca. Rồi ok. Hai bò húc cộng với ba gói động. Cái này kìa, trả lại chú. Vâng, trả lại. Ba gói đậu phộng. 25. Vâng. Rồi. Cộng với 45.000 này là ba bò húc cộng với hai gói đậu phộng đúng không? Dạ, thì chú trừ con một lon bò húc. Được chưa? Cậu ơi, chị có lâu mới say, chị tính tiền đấy cậu nhỉ? Chị nhớ lắm. Chưa lại là trả lại một lon bò húc này, chị còn biết chị bảo trả một lon bò húc, chị lấy đâu say cậu buồn cười. 640. 640. 650 thì trừ lon bò húc rồi 640. 640 phải không chú? Thôi. Có tiền chưa trả đi. Cả nhà chờ tí nhá. Mình cậu chuyển 640 đi. Say nào được đó. Mình đang nói chuyện điện thoại với mọi người, thằng đệ mình nhớ nó chuyển, mai mình trả tiền cho nó đó. Chị uống nhiều không say mới khổ chị ơi. Chị say đâu cậu đó. Một lo bò húc chị vẫn nhớ đó. Chị nhá, có thể cho các em 1 triệu 2 triệu. Hoặc là chị có tiền chị có thể cho các em mượn 1 triệu 2 triệu 3 triệu 5 triệu 10 triệu. Nhưng đi đến quán luôn, chị là người kiểm kê cái hóa đơn. Có quán thì rất thật thà thì ok rồi, nhưng có những cái quán người ta không thật thà thì mình phải xem chứ. Chị có đâu có say đúng chưa? Uống nhiều nhưng không có say. Em chào anh trai Nguyễn Lâm. Em chào chị Vân Vũ. Các đệ tử của em đó. Các đại ca, quên các đại ca của em nó tưởng em say đó. Các đại ca này đi đón em này. Nghĩa là tưởng em say.